tiên đã. Tiên của đầu tiên là phải mua sản phẩm chính hãng chị em nhé. Sau khi bôi xong thì nhất định chị em không được xỏ tay lên mặt. Đó, chị em thấy không ạ? Thế khi ở đây là mình có thêm lớp dưỡng nữa. Kem chống nắng là Los Posay Anterior Anti-Style. Có rất nhiều bạn nói rằng sản phẩm này bôi trên da, nâng tông này, kiềm dầu này và giữ được một ngày dài trên da rất là ổn. Ngược lại có những bạn nói rằng kem chống nắng này nó rất là vón cục, rất là khó tán trên da, vết dính này, thậm chí là bôi trên da thì có cảm giác rất là bí. Và rất nhiều bạn thắc mắc rằng là không biết cái dòng kem chống nắng tầm trung này liệu nó có đủ chỉ số bảo vệ trên da của chúng ta hay không. Vậy thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay nha. Hương sẽ chia sẻ đến chị em về kem chống nắng La Roche Posay. Rồi và như thường lệ thì cái video của chúng ta sẽ bao gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên là sẽ phân tích qua về các chỉ số ở trên bao bì của cái sản phẩm này. Nếu như chúng ta phân tích được các chỉ số này thì nó cũng chính xác đến khoảng tầm 70-80% về cái kem chống nắng này rồi, để biết rằng xem nó có phù hợp với tình trạng da của chúng ta hay không. Phần thứ hai là chúng ta sẽ phân tích về những cái bảng thành phần của em này để xem là màng lọc có tốt không, có đủ chỉ số để bảo vệ da của chúng ta hay không. Và phần thứ ba chính là test thử trên da của Hương để xem rằng thực sự sản phẩm này nó có bị vón cục hay không, và nếu như nó vón cục thì có cách nào để chúng ta giải quyết hay không. Vậy thì trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shop tại kênh YouTube này bằng cách là hãy kích vào nút đăng ký ở phía dưới. Rồi phần đầu tiên là phân tích về các chỉ số trên bao bì của sản phẩm nhé. Thì đầu tiên trước khi mà chúng ta phân tích chỉ số thì việc đầu tiên đã, việc của đầu tiên là phải mua sản phẩm chính hãng chị em nhé. Đó, hiện nay sản phẩm này Hương thấy trên thị trường có rất là nhiều hàng gọi là pha ke đúng không? Khi mình mua hàng đó thì nó chỉ rẻ hơn được một chút thôi, nhưng mà mình về thì mình cảm giác mình rất là khó chịu. Mình cứ phải đi tìm hiểu xem rằng là nó có phải hàng thật hay không. Và thêm nữa là chẳng may mình mua phải hàng fake ấy, thì mình bôi trên da này nó còn có thể tác dụng phụ và khiến mình lên mụn nhiều hơn. Đó, thì đây là sản phẩm hàng chính hãng Hương mua nhá. Có tem, đây là tem phụ này. Đây là một cái tem phụ phía sau này. Sản phẩm này thì Hương mua là chai 50ml với giá thành đâu đó khoảng tầm là 400.000. Thì đây là một sản phẩm nó xuất xứ tại Pháp. Đầu tiên ở trên cái bao bì sản phẩm thì Hương chụp ở trên ảnh này, chị em có thể nhìn thấy nhá. Mình có thể nhìn thấy đầu tiên là chỉ số SPF 50 này. Thực ra thì chỉ số SPF này mình chỉ cần dao động khoảng tầm từ 30-50 thôi. Mình biết rằng là chỉ số SPF chính là cái để mình có thể chống lại được cái tia UVB. Nhưng mà thực tế là khi ảnh mặt trời chiếu xuống thì chỉ có khoảng tầm 3% là UVB thôi. Mà cái điều mình quan tâm nhất chính là cái chỉ số PA ở bên cạnh này. Đó thì ở đây ghi là PA 4 cộng này. Và có cái ở phía dưới là UVB cộng UVA này, và khoanh tròn chữ UVA này. Đó, chỉ số PA này chính là chỉ số chống được tia UVA, là cái tia mà đâm sâu vào trong da của chúng ta hơn, khiến da của chúng ta có thể bị lão hóa. Tuy nhiên thì chỉ số PA là 4 cộng này nó là cao nhất rồi, nhưng nó chỉ bảo vệ được da của chúng ta khoảng tầm 80% thôi. Nhưng mà với điều kiện là chị em vẫn cần phải bôi kem chống nắng này đủ lượng nhá. Còn nếu như mà PA 4 cộng này mà chúng ta bôi cái lượng nó không đủ ý, thì theo như khuyến nghị là nếu chúng ta bôi lượng chỉ bằng một nửa cái lượng khuyến cáo thì các chỉ số trên bao bì này nó sẽ giảm đến 8 lần đấy chị em. Một cái dòng chữ tiếp theo nữa ở phía dưới là Very Water Resistant. Ở đây có nghĩa là chỉ số chống trôi nước, mà nó phải là very nữa cơ, tức là chống trôi nước rất là cao. Tuy nhiên cái điều là mình hiểu rằng là không phải là mình đi bơi này hay là đi biển này thì nó không bị mất đi kem chống nắng trên da, mà có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái kem chống nắng trên da của mình được bảo vệ tốt hơn khi mà mình va quệt này hay mình có bị mồ hôi chảy ra thôi. Đó, do vậy là kể cả là Very Water Resistant ấy, thì mình cũng cần phải bôi lại kem chống nắng đâu đó khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng một lần nhá. Và một xíu nữa thì Hương sẽ test thử cái này trên da của Hương để xem rằng có thực sự là nó có hỗ trợ chống trôi nước hay không. Một dòng tiếp theo là No White Mask, có nghĩa là không tạo cái vệt trắng ở trên da. Thì cái này cũng cần phải test, bởi vì là có rất nhiều chị em than vãn rằng nó tạo rất là nhiều cái vệt trắng ở trên da. Dòng tiếp theo là Sensitive Skin, có nghĩa là nó sẽ có thể dành cho những làn da nhạy cảm và nó sẽ không có hương liệu. Đó, vậy thì ở đây là một cái dòng kem chống nắng được đánh giá rằng không có hương liệu và dành cho được cả da nhạy cảm. Vì vậy chị em mình có thể yên tâm sử dụng nhé. Đó, thì cứ mua hàng chính hãng này, cộng với hãng lớn này và có những dòng chữ như thế này là mình đã yên tâm đến khoảng tầm 70-80% rồi. Rồi và chúng ta cùng bước sang phần tiếp theo là mình sẽ phân tích về cái bảng thành phần của em này để xem rằng sản phẩm này có bảo vệ được da tốt không, và hay là có thể dùng cái từ là có đủ đô dành cho da treatment hay không. Và trước khi bước vào phần này thì cũng đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shop tại kênh YouTube này nha, bằng cách là hãy kích vào nút đăng ký ở phía dưới. Hương có để một cái bảng thành phần ở phía trên này để chị em mình nhìn cho dễ hơn nhá. Đó thì ở đây Hương đã nghiên cứu rất là, nói chung là cũng khá kỹ về cái bảng thành phần của em này, về cái chỉ số là chống tia UVA và UVB. Đây là một cái kem chống nắng vật lý lai hóa học. Nó sẽ có các thành phần là titanium dioxide này, đó là chống nắng vật lý, và có thêm một cái số thành phần nữa là chống nắng hóa học. Đó thì cái titanium dioxide này nó cũng có thể chống được cả UVA, UVB này. Đó, chị em nhìn cái hình nha.
Rồi mình có thể có thêm những thành phần như là một cái tên rất là dài, butin methoxyben này, có nghĩa là mình hay viết tắt là avobenzone đó. Thì cái này nó chống được cả tia UVA này, hoặc là cái mà echinacea salicylate này, đó thì chống được tia UVB. Nói tóm lại là với cái phân khúc tầm khoảng 400.000 mà cái màng lọc như thế này, Hương thấy rằng nó khá là ổn vì nó là kem chống nắng phủ rộng. Nó có thể hỗ trợ mình chống được cả UVA và UVB khá là ok. Mình xét tiếp theo ở trong này sẽ có thêm một số thành phần như là có silica này, allium state này, hay là allium hydroxy này. Đó thì những cái thành phần này mình hiểu rằng là nếu như trên da của mình nó có tiết ra dầu ấy, thì nó sẽ hỗ trợ mình nó hút dầu. Do vậy nó hỗ trợ mình kiểm soát dầu rất là tốt. Đó, thì từ đây suy ra rằng cái kem chống nắng này có khả năng là kiểm soát dầu rất là ổn. Vì vậy cũng có rất nhiều chị em nói rằng là mình bôi cái này mình cảm giác rất là ráo ở trên da. Một cái nữa về thành phần silica nhá, thì đây là một cái thành phần mà nó sẽ tạo cái độ mịn ở trên da của mình ý. Có nghĩa là chị em nào đó mình có những sẹo lông to này, hay là mình có những cái sẹo đáy nhọn ở trên da ấy, thì mình bôi cái silica này lên là nó sẽ hỗ trợ lấp đầy cái khoảng trống đó và tạo cảm giác mịn ở trên da của mình. Đó, thì tức là sẽ làm cho da của mình nó mịn hơn, trông đều màu hơn. Tuy nhiên nhá, cái thành phần silica này nó cũng có thể làm cho da của mình có thể lấp đắp được lỗ chân lông. Do vậy chị em mình cũng cần phải làm sạch da thật là kỹ vào buổi tối khi mà mình bôi kem chống nắng ban ngày nữa. Nó có vừa có silica này, nó có vừa có thêm thành phần là titanium dioxide. Thì cái titanium dioxide này ngoài khả năng là chống được UVA, UVB thì nó còn hỗ trợ chúng ta nâng tông. Tức là những kem chống nắng mà có thành phần nâng tông ấy thì sẽ có thêm cái thành phần titanium dioxide này. Nhưng mà để một xíu nữa mình kiểm chứng xem rằng nó nâng tông là một phần nhưng mà nó có để lại vệt trắng ở trên da hay không, hay là cái màu trắng của nó có bạch quá ở trên da của mình không nữa. Rồi và không thể thiếu được là một số cái thành phần dưỡng ẩm này, ví dụ như là glycerin này. Đó, thì thêm những thành phần dưỡng ẩm này vào thì nó sẽ hỗ trợ mình làm mềm da hơn. Và thêm nữa là nó sẽ duy trì cái độ ẩm trên da của mình, làm cho mình khi bôi kem chống nắng nó không có cảm giác là mình bị căng hay là mình bị tức ở trên da nữa. Rồi và sau khi phân tích về cái bao bì này cũng như là về bảng thành phần em này, thì ở đây có thể suy ra đến 80% là em này là một dòng kem chống nắng khá là ổn chứ. Một hãng lớn này, giá cả thì tầm trung này, chỉ số bảo vệ SPF 50, PA 4 cộng, màng lọc rất là tốt và có khả năng nâng tông. Vậy thì chúng ta cùng bước sang phần tiếp theo là cái phần gây nhức nhối nhất, là kem chống nắng này liệu như là cái lớp finish nó có đẹp như lời quảng cáo hay không này, và nó có bị bắn cục hay không. Rồi đầu tiên là mình sẽ test qua về cái em này ở trên tay của Hương nhá. Đó, thì đây là cái bao bì của sản phẩm. Có một điều điểm cộng nữa cho cái sản phẩm này Hương rất thích là ở cái thiết kế là cái vòi nhấn pump như thế này. Đó, khi mình nhấn như thế này nhá, thì mình lấy sản phẩm ra này, đó, nó rất là dễ. Và thêm nữa là những cái sản phẩm bên trong nó không bị nhoe nhét ra và được bảo vệ ở bên trong là rất là tốt. Đó, thì ở đây là sản phẩm có cái màu như thế này, và nó là dạng gel cream chị em ạ. Có nghĩa là không hẳn là gel và cũng không hẳn là cream, nó không quá là bí ở trên da. Đó, thì nó cũng thẩm thấu vào da ổn hơn, và ưu điểm cho những cái làn da dầu mụn, bởi vì là nếu như mà dạng cream ấy thì nó có thể gây vết dính ở trên da, còn gel quá thì đôi khi là thiếu ẩm cũng có thể bị thì ra đấy. Đó, thì đây Hương đã test thử này, đúng là nó sẽ có hơi có màu trắng thật, nhưng mà mình sẽ so thêm một xíu nữa nhá để mình xem là khi sản phẩm mà nó thẩm thấu vào da thì nó như thế nào. Cũng khá là ẩm, phải có rất là nhiều những chất dưỡng ẩm. Ok. Rồi sau khi mà bôi trên tay thì chắc chắn là da tay và da mặt mình khác nhau rồi, cho nên là bôi trên tay mình chỉ có thể là test qua được thôi. Nhưng mà Hương thấy rằng là khi bôi trên tay nó không có vón cục đâu, mà nó có nâng tông chị em này, nó nâng lên khoảng tầm 1 đến 2 tông và vẫn có một cái lớp ẩm dính ở trên da này. Rồi còn về việc test trên mặt thì thực ra là Hương đã dùng cái kem chống nắng này khoảng tầm vài hôm rồi, và Hương đưa ra một số cái nhận định như sau đối với một cái làn da dầu mụn như da của Hương nhá. Thì đầu tiên là kem chống nắng này là một cái dòng kem chống nắng mà nó kiềm dầu khá là tốt, bởi vì nó có những cái chất mà hút ẩm ấy. Đó, do vậy khi mình bôi trên da thì nó thẩm thấu vào da mình cũng khá là nhanh. Một phần là có những chất hút ẩm này, một phần là cái dạng của nó là dạng gel cream. Vì vậy nếu như chị em mình bôi trên da mà mình không có tán nhanh ấy, thì đúng là những cái ẩm nó hút vào trong da của mình nó nhanh hơn, thì nó sẽ tạo cho mình còn lại trên da là những cái mà rất dễ là tạo thành những cái gọi là vón cục này, nó hay là bị gì da ghét như chị em mình nói. Cái thứ hai về khả năng kiềm dầu của em này thì Hương thấy đúng là như là quảng cáo, nó khá là ok. Vì làn da của Hương là làn da dầu mụn, nhưng mà sau khi bôi xong thì Hương nhận thấy rằng là từ sáng đến trưa ấy thì da của mình rất là khô ráo, rất là thoáng, và nó không có cảm giác là bị bách ở trên da. Rồi ở trên là những cái điểm cộng cho kem chống nắng này, còn những điểm trừ này. Điểm trừ đầu tiên là sau khi bôi xong thì nhất định chị em không được xỏ tay lên mặt, bởi vì mình chỉ cần miết nhẹ lên mặt này hoặc là vuốt nhẹ một cái thôi thì chắc chắn rằng là chị em sẽ bị vón cục ngay lập tức. Điều thứ hai là nếu như mình bôi kem chống nắng này xong này mà mình muốn là make up nhẹ nhẹ xinh xinh để có một cái má hồng ấy, thì chắc chắn là chị em sẽ nhận được là một cái vón cục ở trên má hồng này, bởi vì là cái kem chống nắng này ấy, nó không thích hợp dùng trước khi make up đâu.
mà kể cả là chỉ có makeup nhẹ nhàng cũng không được, vì nó rất là dễ bón ở trên da. Có nghĩa là sau khi mình bôi xong rồi thì mình chỉ có thể để im như vậy thôi, chứ mình không có làm một cái gì tác động nữa, thì nó mới giữ được cái lớp đó ở trên da của mình. Rồi còn về cái việc bôi trên da nó có bị vón cục hay không ấy, thì khả năng nó bị vón cục rất là cao. Tuy nhiên mình có thể khắc phục được cái điều này, vì thực ra là thứ nhất là kem chống nắng này nó là thẩm thấu vào da rất là tốt, nó có những chất hút ẩm này. Và cái điều thứ hai là kem chống nắng này mình cần phải được bôi trên một cái nền da nó hơi ướt, hơi ẩm một chút đó. Và khi mình bôi trên da mình cũng cần phải có một vài kỹ thuật để mình tán nữa, thì nó mới không tạo cảm giác là bị vón cục hay bị bết dính đó. Thì có nghĩa là đầu tiên là việc bôi cũng rất phải cẩn thận, và sau khi bôi xong thì cũng được động tay động chân lên trên da của mình, có nghĩa là phải giữ rất là cẩn thận. Và điều thứ ba nữa là những bạn nào mà sử dụng cái em kem chống nắng La Roche-Posay vạch xanh này thì nhất định là buổi trưa khi mình bôi kem chống nắng thì mình không thể dặm lại được. Có nghĩa là nguyên như thế này, rồi mình bôi thêm một lớp nữa, mà chị em bắt buộc phải tẩy trang đi rồi bôi lại lớp mới. Vì chắc chắn là chị em mình mà bôi dặm lại thêm một lớp nữa thì Hương tin chắc 100% là nó sẽ vón cục ở trên da ngay lập tức. Rồi và sau khi mà đã dùng qua một vài ngày và đúc rút ra được một số kinh nghiệm để bôi kem chống nắng, thì dưới đây Hương sẽ hướng dẫn chị em cách bôi cái kem chống nắng La Roche-Posay vạch xanh này làm như thế nào để nó không bị vón cục ở trên da nhá. Nó cũng sẽ hơi gọi là cần phải tỉ mỉ một xíu đó. Sau vậy là chị em nào mà mình yêu thích cái dòng sản phẩm này thì mình cũng sẽ nên chú tâm hơn trong việc là bôi kem chống nắng lên trên da. Rồi bước đầu tiên để mình bôi được kem chống nắng này là mình sẽ cần phải làm ẩm cái da của mình thật là kỹ. Thì như mà phân tích ở trên là nó thấm hút rất là nhanh, và nếu mình bôi trên một cái nền da nó khô luôn như thế này hoặc nó chỉ hơi ẩm một chút thôi thì nó sẽ vón cục rất là nhanh. Vì vậy nên là làn da của Hương mà đã vừa tẩy trang và sữa rửa mặt xong rồi thì Hương sẽ làm ẩm lại nhá. Hương sẽ xịt một lớp nước để làm ẩm da mặt này đó. Sau đó thì mình sẽ bôi một cái lớp serum HA hoặc là B5 gì đó ở trên da của mình, và mình sẽ bôi nhiều hơn một xíu nhá. Đó, thì ở đây Hương sẽ dùng này. Hương sẽ mua một nửa ở bên này để chị em mình có thể tiện theo dõi nhá. Rồi và sau khi bôi HA xong thì Hương nhận thấy rằng là em kem chống nắng này mình sẽ cần phải có thêm một cái lớp dưỡng mỏng ở phía dưới nữa thì nó mới đỡ vón hơn được. Và mình tuyệt đối là mình không dùng những cái sản phẩm dạng gel trước khi mình bôi kem chống nắng này nhá, vì nó đã dễ vón cục rồi. Sau đó lại thêm một cái dạng gel nữa thì nó rất dễ là vón cục. Thì những cái dạng gel ví dụ như mình hay dùng cái Dermafox chẳng hạn để mình bôi trước ấy, cái có chứa thành phần azelaic acid ấy, thì nó làm cho cái kem chống nắng này nó không tẹp vào da và dễ bị vón cục. Thì ở đây Hương sử dụng cái sản phẩm là dưỡng bao đế mai tím này. Cái này là dạng hơi cream một chút. Nó hơi bôi trên da để tăng cái độ ẩm trên. Cái phần dưới cằm này đây, những cái phần quanh miệng này, phần kẽ mũi là phần rất dễ bị bết và vón trắng, thì mình sẽ bôi kỹ vào nha. Rồi ok, sau đó khi da còn ẩm như thế này mình sẽ bôi luôn nhá. Mình sẽ lấy luôn cái lượng kem chống nắng. Và phần này mình sẽ lưu ý này, mình sẽ phải tán thật nhanh nếu không nó sẽ khô mất này. Thì đây chính là cái lượng kem chống nắng cho cái phần má của Hương thôi nhá. Mình sẽ chia làm hai. Mình sẽ vỗ thật nhanh. Có thể hơi xoa nhẹ ra cũng được vì nó cũng khá là lỏng. Sau đó thì vỗ tán đều. Chủ yếu là pha phần má này thôi, vì là Hương lấy một cái lượng vừa phải cho phần má này thôi. Đó, vỗ đều phần này là được. Rồi, da vẫn còn hơi ẩm nhá, và mình sẽ tiếp tục bôi tiếp phần tiếp theo. Mình phải bôi thật nhanh tay lên, nếu không kem chống nắng này nó rất là dễ bị hút ẩm nhanh ý. Nó tạo cho mình cái bẹt dính ngay lập tức. Và mình sẽ chia nhỏ từng vùng nhá, mình sẽ bôi từng vùng, ví dụ vùng má trước này, má trái, sau đó má phải, sau đó thì trán, sau thì cầm sau cũng được. Chứ mình mà bôi mà cứ chấm 5 điểm đều lên trên mặt thì nó sẽ bị vón ngay lập tức chị em ạ, vì mình không có thời gian để mình tán cả được. Đó, chị em thấy không ạ? Cái key ở đây là mình có thêm một lớp dưỡng nữa. Sau khi mình như thế này rồi thì mình cứ để như vậy, nó sẽ tự khô. Và chị em mình thấy không ạ? Nó có nâng tông. Nó nâng tông một cách không quá là trắng bạch ở trên da của mình đâu. Và một xíu nữa khi nó tẹp dính vào da thì nó kiểm dầu, kiểm soát dầu rất là tốt. Rồi, vậy sau khi đã chia sẻ rất là nhiều ở trên về kem chống nắng La Roche-Posay vạch xanh này thì Hương sẽ đưa ra cái kết luận cuối cùng nhé. Đây là một dòng kem chống nắng dành cho da dầu mụn với cái chỉ số chống nắng và các thành phần chống nắng khá là ổn. Nó có thể bảo vệ da rất là ok. Thứ hai là kem chống nắng này nó cũng là nâng tông một cách nhẹ nhàng thôi, không quá là trắng bạch trên da đâu. Thứ ba là nó có khả năng kiềm dầu rất là ổn ở trên da đó. Và bôi trên da thì Hương không thấy có cảm giác bết dính đâu. Nó rất là thoáng và nó còn hơi mát mát nữa chị em ạ. Tuy nhiên cái nhược điểm của em này, nhược điểm đầu tiên là do cái thành phần nó có thêm những cái chất hút ẩm ấy, do vậy nó thẩm thấu vào da rất là nhanh. Vì vậy nếu như mình bôi trên da thì mình sẽ cần phải kỹ lưỡng một chút về việc bôi, là cần có ẩm thật là kỹ và phải tán thật là nhanh, nếu không kem chống nắng này rất dễ bị vón cục ở trên da.
nó vào đây giờ nó đã set trên da cho em, mình thấy không ạ? Nó vẫn rất là mịn ở trên da, nó không hề bị vón cục vì mình đã cấp đủ ẩm rồi. Thứ hai là sau khi mình bôi xong thì mình hạn chế là mình sờ lên mặt nhá. Chỉ cần quệt nhẹ thôi hay là sờ lên mặt này, nó một cái động tác nhẹ trên da thôi nó cũng sẽ khiến cho mình vón cục ngay lập tức. Vì vậy thì Hương hay trêu đùa các bạn khi dùng kem chống nắng này ấy. Có nghĩa là khi mình bôi thì cái việc bôi của mình nó cũng cần phải hết sức là kỹ lưỡng, và việc mình giữ được kem chống nắng này trong cả một ngày dài hoặc có thể là từ sáng đến trưa ấy, thì nó cũng mang yếu tố tâm linh một chút. Bởi vì chẳng may là mình quệt tay lên mặt một cái thôi thì mình sẽ cần phải đi tẩy trang ngay và bôi lại một lớp kem chống nắng mới. Còn để nói rằng là mình có mua cái kem chống nắng này không thì mình thấy nó khá là ổn, phân khúc cái tầm vừa phải, và nếu mình biết cách sử dụng thì mình bôi trên da thì nó khá là ok, nó không đến nỗi là bị vón cục hay là bị kỳ da ghét như chị em vừa nói đâu. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về kem chống nắng La Roche-Posay vạch xanh này. Vậy thì chị em hãy xem rằng là mình có yêu thích cái dòng kem chống nắng này không nhá, và nếu như có thì mình hãy áp dụng cách bôi ở trên mà Hương vừa chia sẻ. Chúc chị em da luôn sáng và luôn khỏe mạnh. Cảm ơn chị em đã lắng nghe video ngày hôm nay.